Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung bài viết: Sự thất bại trong quá trình hòa giải dân tộc. Tác giả Nguyễn Tuấn và sau đây là nội dung chi tiết. Mấy ngày hôm nay, cộng đồng người Việt ở Úc và cả trên thế giới đã tỏ ra rất bất bình trước hành động của một thiếu niên du học sinh từ Việt Nam xúc phạm lá cờ biểu tượng cho cộng đồng ngay tại khu phố có đông người Việt cư ngụ. Hành động này nếu nhìn xa một chút sẽ thấy có nhiều ý nghĩa và con đường hòa hợp, hòa giải dân tộc còn rất xa. Thiếu niên đó chưa đầy 18 tuổi nhưng đã tỏ ra là một người hung hãn và bất kính. Mới có 18 tuổi mà đã chửi thề như bắp giang. Mỗi lời thốt ra kèm theo một chiếng tiếng chửi thề tục tiễu đặc thù cách nói của người miền Bắc mới 18 tuổi mà đầu óc đã bị tiêm nhiễm những ý tưởng hận thù, hận thù một cách vô cớ. Ngôn ngữ chửi thề và sắc láo của người thiếu niên đó được sử dụng chỉ có thể mô tả bằng ba chữ, vô giáo dục. Thiếu niên đó đã rất may mắn đến Úc vào thế kỷ 21. Chứ nếu vào những năm thập kỷ 1980 thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trước khi đến Úc, đáng lý ra thiếu niên đó nên tìm hiểu tại sao người việt có mặt ở đây họ là ai họ đã trải qua những khó khăn gì để xây dựng lên một cộng đồng như ngày hôm nay thiếu niên đó đáng lý là phải cảm ơn những người việt đã đi trước đã đóng góp vào xã hội này và tạo nên một thế đứng cho người việt ở xứ người để người úc nể trọng người việt hậu quả của tuyên truyền và tẩy não nói rằng thiếu niên này là một sản phẩm của nền giáo dục hiện nay thì là quá đáng vì trong thực tế thì đa số học viên Việt Nam đó là những người lễ phép, biết kính trên nhường dưới. Đa số du học sinh đến Úc học hành mà tôi tiếp xúc là những em đàng hoàng, có tư cách và biết suy nghĩ đúng sai. Không ai có vẻ thù hẳn như thiếu niên này. Ngược lại, du học sinh ở đây sống hòa nhập vào cộng đồng khá dễ dàng. Hầu như ở bất cứ quán ăn hay tiệm thực phẩm của người Việt ở đây đều có bóng dáng du học sinh. Do đó, tôi nghĩ thiếu niên này là một ca đặc thù một loại outlier trong cộng đồng tôi nghiêng về giả thiết rằng thiếu niên này là một sản phẩm của hệ thống tuyên truyền sai trái và tẩy não những chữ mà thiếu niên đó vừa thốt ra y chang như những chữ được cẩn thận nhào nặn bởi bộ máy tuyên truyền có từ thời chiến tranh họ được gieo vào đầu ngay từ lúc còn rất nhỏ về lòng căm thù về sự khinh nạn dành cho người miền nam trong cái đầu của họ Người miền Nam là tay sai của Mỹ, là bán nước, là xa đọa, là vô đạo đức. Ngày nay, chúng ta thấy nhan nhản trên mạng những căm thủ đó được phun ra một cách mặc định. Nó gần như là quán tính của những dư luận viên. Ngay cả những khuôn mặt khả kính gọi là dân chủ thì nhan nhản trên các diễn đàn cánh tả hay cũng phun ra những chữ đó. Họ chẳng biết những chữ đó đúng hay sai ra sao vì mục tiêu đơn giản là thoá mạ là gây tổn thương cao nhất về tinh thần cho nạn nhân thiếu niên này chỉ là sản phẩm của một hệ thống gieo hạt gì thì sẽ gặt quả đó gieo sự căm thù thì sẽ gặp thù hận giáo sư olga draw đại học texas có một nhận xét rất hay rằng thời chiến tranh hệ thống giáo dục miền bắc nhắm đến việc nhào nặn con em họ cho chiến tranh còn hệ thống giáo dục miền nam thì chuẩn bị cho con em hòa bình ngoài ra hệ thống giáo dục miền bắc là một hệ thống tuyên truyền tất cả phục vụ cho đảng cho nhà nước ghét mỹ ghét ngụy ngược lại hệ thống giáo dục trong nam thì thuần túy giáo dục mà trong đó sự khác biệt đó là sự tôn trọng và chấp nhận do đó sau chiến tranh có sự lệch pha giữa người miền bắc và miền nam nói như giáo sư tro nói đó là tuy nhiên chiến lược này trở nên rất dở sau chiến tranh bởi vì người dân miền bắc lúc đó không được sự chuẩn bị để xây dựng đất nước cũng như sống trong xã hội mới trong khi đó người miền nam không có được cơ hội thực hiện tầm nhìn của mình thất bại trong hòa giải dân tộc sự việc cậu thiếu niên kia xúc phạm đến biểu tượng của cộng đồng người việt ở úc và thế giới nhìn từ bên ngoài thì chỉ là một sự biến cố nhỏ nhưng nếu nhìn kỹ thì nó là dấu hiệu của sự thất bại trong quá trình hòa giải dân tộc mà chính phủ Việt Nam đang theo đuổi nhiều năm qua. Nhìn bề ngoài, chúng ta dễ dàng thấy chính phủ trong nước rất quan tâm đến vấn đề hòa giải dân tộc. Sau cuộc chiến tương tàn 20 năm với hàng triệu người chết và xung đột ý thức hệ dẫn đến sự chia rẽ dân tộc sâu sắc. Do đó, nhu cầu hòa giải dân tộc là hoàn toàn đúng. Hầu như trong bất cứ cuộc họp nào có liên quan tới người Việt ở nước ngoài, gọi tắt là Việt kiều các quan chức trong chính phủ việt nam đều nói đến sự hòa giải dân tộc bằng một ngôn ngữ rất thiết tha bỏ qua những ví von vô duyên như khúc ruột ngàn dặm công bằng mà nói chính phủ có thiện ý trong việc hòa giải dân tộc nhưng thiện ý là một chuyện còn thực hiện là một chuyện khác nói hòa giải dân tộc thì dễ nhưng thực hiện thì rất khó trong thực tế có thể nói không ngoa rằng hành động của các quan chức Việt Nam không phù hợp với thiện ý hòa giải dân tộc. Họ cảm thấy không thoải mái khi nói về những tuyên truyền dối trá. Họ vẫn còn thù hận biểu tượng của cộng đồng What People. Trong một chuyến viếng thăm chính thức nước Úc, ông Nguyễn Xuân Phúc, lúc đó là Thủ tướng, có than phiền về việc cộng đồng người Việt tự do ở Úc treo cờ vàng và ông nhờ Thủ tướng Úc can thiệp vào các hội đồng thành phố Úc không cho treo cờ vàng. Nhưng dĩ nhiên, ông Turnbull đã không thể can thiệp bởi đó là vấn đề cộng đồng. Đó là di sản của cộng đồng thuộc các thành phố địa phương. Các thành phố đó công nhận lá cờ vàng thời Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do ở Úc. Tôi rất ngạc nhiên về phàn nàn của ông Thủ tướng Phúc vì đáng lý ra ông phải hiểu biết rõ hơn và có tinh thần hòa giải hơn. Dĩ nhiên, lá cờ đó không đại diện cho nước Việt Nam ngày nay nó chỉ đại diện cho cộng đồng người việt tị nạn ở úc mà thôi nó không có ý nghĩa ngoại giao gì cả theo tôi nghĩ nó là biểu tượng của cộng đồng như bao biểu tượng khác của các cộng đồng khác ở mỹ đó là lá cờ tự do và di sản của cộng đồng người việt tự do ở mỹ vậy thì hà cớ gì mà phải so đo với một lá cờ chỉ là biểu tượng nhưng sự thù hận biểu tượng đó đã tràn từ cấp trên xuống cấp dưới trong một xã hội mà từ thời Việt Nam Cộng hòa, các quan chức cao cấp bị phỉ báng thì các thiếu niên lớn lên trong môi trường đó cũng sẽ bắt chước làm theo. Bắt chước một cách mà không cần suy nghĩ đúng sai, có thể nói rằng các quan chức đã tạo nên một tấm gương không thành mạnh cho giới trẻ. Có lần tôi đã hỏi một cựu trung tá Việt Nam Cộng hòa rằng, nếu có dịp về Việt Nam và dự một hội thảo mà người ta chào cờ đỏ sao vàng thì anh có chào cờ không? Anh ấy một người từng đi 8 năm tù cải tạo sau năm 1975 đã trả lời không ngần ngại rằng anh ấy vẫn đứng lên chào cờ vì đó là đạo lý của nhập gia tùy tục. Cái sai lầm của thiếu niên xúc phạm lá cờ là không biết cái đạo lý nhập gia tùy tục. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài viết của tác giả Nguyễn Tuấn có tựa đề Sự thất bại trong quá trình hòa giải dân tộc. Đến đây là kết thúc, xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau